Các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số cái tip nhỏ liên quan đến vấn đề tạo vật thân cứng trong tay lật chờ. Ở đây tôi sẽ có một số cái cột cả thép và cột tổ hợp và lẫn thép thì chúng ta sẽ có một số cái trường hợp, nhất là cột thép tổ hợp nhưng mà tiết diện là không đổi. Tiếp theo là cột thép tổ hợp tiết diện thay đổi nhưng mà kích thước của mặt cánh hai cánh nó bằng nhau. Option 3 là cột tổ hợp thay đổi tiết diện cánh là khác nhau. Và trường hợp cuối cùng là cột thép hình nhưng mà tiết diện cánh thay đổi. Ở đây chúng ta sẽ thử nghiệm một số cái giải pháp. Thứ nhất là về tạo thân cứng, chúng ta biết trong sách là thì chúng ta sẽ có cái từ khóa là stiff filler, thì chúng ta hay dùng cái component là 1064. Component này thì thực hiện như sau. Component 1064 thì sử dụng thường thường là chính là cho thép cho cột thép hình, thì nhưng mà chúng ta vẫn có thể áp dụng cho thép tổ hợp nào. Chúng ta sẽ sử dụng ở chế độ là Object in Component. Chúng ta pick vào cái bụng cái cột tổ hợp. Tôi sẽ thử nghiệm cho cái cột là không đổi tiết diện. Tôi pick vào cái cột tấm bụng, pick một điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh cái component này. Tôi chỉnh ở đây có 5 cái khoảng và có trăm. Parameter tôi để là căn từ trái sang. Và cái tấm đầu tiên cách điểm pick là 500. Như vậy là công lần 1064 giúp chúng ta là tạo được cái các cụm tăng cứng có cái ưu điểm là có thể nhập tạo nhiều tấm có khoảng cách thay đổi đều nhau. Chúng ta thử nghiệm xem việc khoảng cách thay đổi là nó không đều nhau thì làm có làm được không nhé. Tôi bỏ đi, tôi nhập đây 500, cách 1000, cách 1500 thì công lần này chỉ tạo được cái căn tư cứng là thay đổi liên tục giống nhau chứ không tạo được cái khoảng cách không đều. Thứ hai, option chúng ta có thể khai báo về chiều dài và bề rộng của thân vân tăng cứng. Tuy nhiên ở đây thì nó sẽ đều nhau. Chúng ta muốn bỏ một tấm là trong cái lập tấm này hơi khó. Thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh ở phần Start Stiff Filler cái khoảng hở đây. Thì cũng là một cái option chúng ta lưu ý cái việc khai báo này. Tôi apply để cho view. Tiếp theo nếu là cái cột mà chúng ta thay đổi tiết diện thì component 1064 có áp dụng được không? Chúng ta pick vào component, pick vào option in component, pick vào tấm bút, pick vào bộ điện. Ok, thì component này vẫn hoạt động được với cái cột tổ hợp cột thay đổi tiết diện. Nếu nó là cột thép hình thì sao? Tôi sẽ thử một cột thép hình ở đây. Một là cho pick vào một cột thép hình thì đương nhiên là nó sẽ dùng rất là tốt rồi, bởi vì đây là thép hình thì nó chạy rất là ngon này. Tiếp theo chúng ta có bài toán thứ ba là cột tổ hợp nhưng mà lại là cánh khác nhau. Chúng ta dùng cũng là 1064 xem sao. Ok, pick vào tấm bụng, pick điểm. Thì component này như chúng ta vừa điều chỉnh thì trường hợp chúng ta cần cái tấm bụng, tấm cách nó căn tấm cái bụng này thì nó hơi khó, nó không nó xử lý được. Đây là cái hạn chế của cột 1064 ở trường hợp này. Nhưng thực tế cái cột dạng này đến rất ít, chúng ta rất ít cả.
chúng ta sẽ có lưu ý về cái option đó là cái tấm gân chúng ta muốn bỏ hay là muốn khoảng cách nó không đều thì làm như nào. Thì trong đó, trong trường hợp vậy, chúng ta sẽ có component là multi-stick filler. Component này thì chúng ta sẽ tả trên tích là warehouse. Cách dùng của này như sau. Giả sử tôi có một cái cột. Thứ nhất là có cái cột là cột thay đổi tiết diện và có kích thước là cánh nặng bằng nhau. Tôi sẽ kích vào multi stick filler. Thì component này multi stick filler này có thể được dùng cho phép cho thép tổ hợp. Thì chúng ta có thể pick ở chế độ là component hoặc là option component đều được. Tôi sẽ pick ở chế độ option hoặc select component. Nó sẽ ứng dụng cho cái có thể là công cụ tạo bơ của bộ bếp tool hoặc những cái tấm thép vẽ bằng tay. Và có cái hay là có thể cái cột nó được tạo thành nhiều đoạn nó vẫn có thể tạo được. Đây tôi sẽ tạo cho một đoạn trước. Chúng ta sẽ pick điểm và pick điểm thứ hai là cái theo chiều trên nằm trong mặt phẳng của cái chân cột này. Tôi pick sang điểm và điểm nearest point. Tôi bây giờ đầu điểm B này. Xong. Thì con lần này nó là một cái plugin. Tôi sẽ kích vào đây. Ở đây chúng ta sẽ có thể nhập khoảng cách rồi là thay đổi modify đây. Tiếp theo tôi có thể nhập đây 500 vì modify khoảng cách nó có thể thay đổi được. Thứ hai tôi có thể bỏ ra cái tấm tapas, tôi có thể điều chỉnh phần đi thì tôi có thể bỏ ra số 2 đi đây. Sau khi bỏ và điều chỉnh. Tiếp theo chúng ta có thể chỉnh cái chiều cao của tấm này. Cho chúng ta mong muốn, ví dụ là muốn là 300 thôi chẳng hạn. Đó, hoặc để full deep luôn. Và chúng ta có thể là cái tấm này có thể là dạng profile hoặc là cái tấm. Và có thêm một option nữa đúng không ạ? Và điều chỉnh cái chiều xoay của các kiểu đó đây. Và chúng ta có thêm một option nữa đó là căn đều hay không căn đều hoặc là so le. So le đi đó. Chúng ta có thể để so le ba thì 500 triệu sao ok luôn đó. Chúng ta có thể nhập cái số khoảng cách vào đây và nhập căn đều hoặc là một bên hoặc là hai bên là tiện cho ta điều chỉnh như này. Những trường hợp chúng ta tạo liên kết mô hình nó có va chạm, chúng ta có thể dùng option delete này, chúng ta có thể bỏ đi tấm gân chúng ta muốn bỏ. Và phần khai báo đây chúng ta sẽ để profile mặc định được lên. Tiếp theo đó là phần khai báo phần tag thì tương tự chúng ta có thể làm bình thường. Đây là một cái ưu điểm có multi-stick filler hơn cái 1.04 ở đây là nó phải có cái phần khai báo khoảng cách không đều, bỏ không bỏ và đối xứng hoặc là so le và cái dạng có thể là profile. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển về cái cột mà dạng là tổ hợp nhưng mà lại cánh nó kích thước nó lại khác nhau. Thì chúng ta có một component Difference Stifler của bên Tekla Pháp họ phát triển. Thì chúng ta sẽ ứng dụng cái trường hợp này thì nó chỉ sử dụng cho cái component là dùng cho cái dạng là cột tiếp hình. Chúng ta dùng cột tổ hợp thì chúng ta sẽ phải chỉnh vào tay. Chúng ta sẽ chỉnh cái đầu tiên nó sẽ xem cái cột này nó là cái cột kích thước bao nhiêu đã 600 1 mét tôi cho kích thước là bề rộng là 10 cánh là 10 10 8 mỗi phải chỉnh hai cột này nó
hai cột thép hình và thép tổ hợp này nó giống nhau. Thì vừa về thép hình mà chúng ta muốn chỉnh cột thay đổi tiết diện, chúng ta dùng lưu ý là PHI và có H1, H2, B1, B2 đây. Tôi sẽ định H1 là 600, H2 là 1000, S cho thấy bụng 58, cánh là 10, 10. Đây là để 200 này. Cho thấy cánh bên kia thì 500. Ok, quay qua thế bé rồi để ngược lại một tí. H1 là 600, H2 là 1000, đây 1, 2 rồi. Tôi sẽ xoay rotation rồi. Ok, cái điểm này là phải đúng cái điểm kia. Tôi thấy gọi mu lai lia cái điểm này, bật điểm endpoint đi, địa điểm này theo phương y mu. Ok, bây chúng ta có hai cái cột nó giống hệt nhau nhưng mà nó cột thép hình và cột thép tổ hợp. Thì với cái cột thép hình như chúng ta dùng component là depress deep filler này, cũng đã cho cách là quay học pick vào cái cột pick điểm giao chân cột luôn. Ok, thì công lần nó sẽ tạo chúng ta cặp liên kết, cặp tương tác cứng nhưng mà có thể áp gọi là thay đổi kích thước theo chiều cánh của anh cột, rất là hay. Cũng có cho phép chúng ta chỉnh cái tấm gân bên trái hoặc bên phải và khóa hở. Rồi thì khai báo về chiều dài, về phần bát mép và đường hàn rất là tiện. Chúng ta có ba cái option để bát mép ở đây. Còn trường hợp chúng ta muốn nó nhiều tấm thì chúng ta sẽ dùng phương pháp là copy lay đi project làm sao. Nhưng trước khi tôi sẽ mua lên 1500 cho đã. Ok, copy xong. Thì đối với thép hình thì trường hợp này là hoàn toàn là dùng tốt. Nhưng mà trường hợp chúng ta muốn copy sang bên này thì chúng ta làm thế nào ạ? Thì đây tôi sẽ đầu tiên là chỉnh cái thằng này một chút, cho nó đúng cái thằng này. Thì cái thằng là B B1 là 500, thằng này là 500. Apply OK, Modify. Thì phần gần nó tự động cho chỉnh theo. Đó, tôi sửa lại xem nó đã khai báo đúng chưa. Chỉnh cái thằng tí nữa nó qua đây cắn cái mép bên kia và phần đây chúng ta khai báo tương tự chào. Ok rồi, một thì chúng ta sẽ có cái phương pháp copy từ bên này sang bên này. Thì chúng ta có thể một cách đơn giản nhất là tôi sẽ copy bằng cách là tôi sẽ có cái thủ thuật là tôi sẽ quét toàn bộ cái vật tử cứng, tôi đen nó đi, tôi ăn đủ lại, tôi nó hiện toàn bộ đường hàn này, thì tôi select, bỏ select component symbol này, thì ở chế độ là select object component, tôi quét toàn bộ đối tượng, cả đường hàn luôn, và copy, copy, tôi hiểu rồi. Bỏ cái điểm end let it spoil này, điểm end point này sắp bên này, thì khi đó chúng ta sẽ có liên kết bên này ăn sẵn sang bên này. Đây là một cái mẹo chúng ta tạo ra đó. Đây là một cách để chúng ta copy được. Cách thứ hai tôi có thể dùng tính năng copy special on content. Đó, trường hợp này thì nó lại không được chuẩn lắm, ra nên dùng cách copy bình thường như thôi. Đó,
Đây là một số cái trường hợp ta tạo vân tầng cứng mà chúng ta sẽ xử lý theo một số cách. Thứ nhất là công thức số tư là trường hợp phổ biến nhất. Câu số thứ hai, chúng ta dùng cái cọc lần multi stiff filler khi chúng ta cần điều chỉnh cái khoảng cách nó không đẹp. Và phần thứ ba là gặp phép thì mà chúng ta có cái tiết diện cánh nó thay đổi hai bên không đẹp, nó là một phần difference. Thì ba cái công thức này và công thức này thì tại trên tích la quay học, còn công thức này có sẵn trong tích la tích chờ rồi. Rất là hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình thao tác và triển khai mô hình. Chúc các bạn sức khỏe. Cảm ơn các bạn theo dõi.